Vâng, một ca khúc cùng vừa rồi Thái Sơn cũng thể hiện nhiều thành công ở trên sân khấu, cũng nhiều anh chị em cũng ủng hộ Thái Sơn ca khúc này. Ca khúc mang tựa đề Tin Thôi Xót Xa, xin mời thưởng thức cùng lắng nghe. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị một buổi tối thật vui vẻ và thật hạnh phúc. Và trưa mai thì gặp lại Thái Sơn sẽ dành tặng cho quý vị những ca khúc mà nằm trong album của Thái Sơn sắp tới. Mong quý vị có thể ủng hộ Thái Sơn những tràng vỗ tay thật lớn đúng không ạ?